tiếp tục lộ thêm bằng chứng Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc đang bí mật hẹn hò. Mới đây, cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện thêm bằng chứng Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên cạnh nhau. Chuyện tình cảm giữa ca sĩ Chi Dân và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc trước nay vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn với người hâm mộ, bởi cả hai khá kín tiếng trong chuyện cá nhân, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị bắt gặp những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Ngọc nữ trăm tỷ Lan Ngọc vừa khiến bao người xuýt xoa bởi những tấm ảnh bikini nóng bỏng. Có thể thấy cô đang có những ngày nghỉ ngơi sau quá nhiều dự án lớn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Chi Dân cũng vừa khoe những hình ảnh trong kỳ nghỉ tại biển. Dù đã khéo léo chọn gấp chụp, nhưng cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện ra địa điểm check-in của cả hai là hoàn toàn trùng hợp. Chi Dân vừa chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi trong chuyến du lịch của mình. Cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện ra địa điểm này rất giống với nơi cho ra đời tấm ảnh nóng bỏng của Ngọc nữ Lan Ngọc. Chưa kể trước đó, nữ diễn viên Lan Ngọc và Chi Dân còn bị bắt gặp đang nắm chặt tay nhau để đi du lịch Thái Lan, khiến cư dân mạng càng có cơ sở khẳng định cặp đôi đang bí mật hẹn hò. Nhiều cư dân mạng để lại lời khen tặng cho sự đẹp đôi của cặp trai tài gái sắc này và mong họ nhanh chóng công khai trước công chúng, bởi tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Trước đó, cả hai thường xuyên bắt gặp đang đi du lịch cùng nhau, khiến nhiều người đồn đoán họ đang bí mật hẹn hò. Chi Dân thừa nhận Lan Ngọc có một số điểm giống mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Đặc biệt, anh còn cảm kích vì Ngọc là cô gái xinh đẹp, sống trong showbiz nhưng giản dị, không thích dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, cả hai vẫn từ chối trả lời khi nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư. Diễm My 9X từng mặc chiếc váy xến xẩm lợi mốt, nhưng sự thật về nó sẽ khiến bạn nghẹn ngào. Sau gần 2 tuần nằm viện, mẹ của Diễm My 9X đã đột ngột qua đời, khiến cô hoàn toàn suy sụp. Càng xót xa hơn khi khán giả đọc được những dòng chia sẻ của cô về mẹ, trong đó có cả bí mật về những chiếc váy xến xẩm. Diễm My rất sốc vì mẹ ra đi đột ngột với chứng bệnh chưa rõ nguyên nhân. Mẹ cô nhập viện vì sốt cao, sau đó bị nhiễm trùng máu. Đêm 21 tháng 4, bà bị sốc thuốc. Đến 3 giờ sáng hôm sau, cô được báo tin đến bệnh viện để nhìn mẹ lần cuối. Trước đó, bà đã rất cố gắng để chiến đấu với bệnh tật, nhưng cuối cùng bệnh trở nặng, bà qua đời khi chưa kịp chăn trói cùng con gái. Sau khi lo xong tang lễ cho mẹ, Diễm My đã có thời gian trấn tĩnh và ổn định lại tinh thần. Mới đây, cô đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về mẹ trên trang cá nhân, khiến fan không khỏi xót xa. Đặc biệt, câu chuyện về những chiếc váy xến xẩm mà Diễm My từng mặc trong quá khứ làm khán giả không khỏi giật mình. My đưa mẹ ra riêng sống khoảng 1 năm, sau đó hai mẹ con thuê nhà sống, lặng lẽ dọn ra sau trận cãi vã với bố, mà My điên đến nỗi đập đổ một số đồ đạc đến sơn cả 10 đầu ngón tay. Sau đó, trong một lần bố đi làm đã dọn hết đồ đạc ra ngoài. Bố về biết được nhưng cũng không níu kéo. Có lẽ cuộc sống gia đình đầy đủ của bố mẹ đã hết duyên gắn kết và chấm dứt cuộc sống chung kể từ đây. Mới ra riêng sống còn rất nhiều khó khăn, mẹ tự may đồ, may đầm cho My đi dự sự kiện chụp ảnh, nên bao giờ cũng được liệt vào top sao xến xẩm quê mùa. Sau này có điều kiện hơn, bắt đầu xếp xó mấy cái đầm này và cũng hay nói mẹ lỗi mốt, khiến mẹ rất buồn. Thời gian đầu, mẹ một thân một mình ở nhà quanh quẩn góc bếp với mấy cuộn chỉ may. Đôi khi một ngày gọi My, hỏi My khi nào về, nhiều đến mức My rất bực bội, mà đến tận bây giờ nghĩ lại, hối hận dằn vặt khôn nguôi. Khi mình đã không hiểu cho nỗi cô đơn của mẹ, khi mẹ ở nhà có một mình và con là niềm yêu thương duy nhất của mẹ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp sang trọng, Diễm My được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của showbiz. Tuy nhiên, trước khi định hình được phong cách cho bản thân như hiện nay, cô thường xuyên bị liệt vào top sao mặt xấu bởi những bộ cánh rườm rà sớm sẫm. Lúc đó, nhiều khán giả tỏ ra thắc mắc sao My cứ thích theo đuổi gu thời trang lạ lùng đó. Thực ra, những bộ váy áo đó đều do chính tay mẹ may cho My. Đã có lúc Diễm My bực mình vì suốt ngày mẹ cứ quanh quẩn nơi góc bếp với cuộn chỉ cây kim. Sau này, cô ít khi mặc những bộ đầm đó nữa, thay vào đó là những thiết kế sang trọng đẳng cấp hơn. Nhưng có lẽ không có sự sang trọng đẳng cấp nào có thể so được với tấm lòng của mẹ. Với Diễm My, mẹ là cả thế giới và ngược lại. 6 năm đầu sau kết hôn, bà gặp áp lực vì bị hiếm muộn. Năm 1990, Diễm My chào đời trong niềm vui vô hạn của mẹ. Bà luôn tin cô là phép màu được Chúa gửi đến để xoa dịu bất hạnh của mình. Đến năm cô 11 tuổi, ba mẹ ly hôn. Nhiều lần, My nhìn thấy mẹ ngồi khóc một mình. Từ khi biết suy nghĩ, Diễm My luôn nhắc nhở bản thân phải trở thành điểm tựa vững chắc cho mẹ. Mẹ tôi thường mặc cảm vì không có khả năng lao động, nên tôi tự nhủ phải làm việc chăm chỉ, độc lập tài chính để hai mẹ con không bị ai xem thường, cô tâm sự. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên mẹ trên trang cá nhân và thỉnh thoảng cùng mẹ xuất hiện trong các chương trình, sự kiện. Mẹ gần như là người đồng hành, chứng kiến mọi khoảnh khắc, cột mốc quan trọng trong cuộc đời nữ diễn viên. Hồi tưởng về mẹ, nữ diễn viên nhiều lần nghẹn không nói nên lời. Cô thấy mình vô tâm,
chưa làm tròn chữ hiếu với người mẹ đã dành trọn cuộc đời cho mình. Ở ngôi nhà chỉ có hai người phụ nữ, bà lo vun vén mọi thứ, sưu tầm đủ các tranh ảnh, bài báo, băng đĩa từ nhỏ đến lớn của con để giữ lại làm kỷ niệm. Đến từng tập phát sóng chương trình Vui cùng Hugo do Diễm My làm MC cũng được bà sao chép cẩn thận. Bà gọi đây là kho báu của mẹ. Và bảo nếu cô tổ chức fan meeting hay sinh nhật, bà luôn có đầy đủ tư liệu. Mỗi khi gặp bạn bè, bà vẫn nhìn vào từng bức ảnh và kể vanh vách ngày đưa con đi chụp ảnh bìa tạp chí đầu tiên, bộ phim đầu tay con đóng. Hai mẹ con Diễm My xuất hiện trong một game show. Nữ diễn viên thừa hưởng nét đẹp sang trọng từ mẹ của mình. Với nữ diễn viên, được ở bên mẹ là hạnh phúc không gì sánh bằng trên cuộc đời này. Diễm My 9X đau khổ tột cùng sau 8 ngày mẹ mất. Con sẽ được về với mẹ và bên Chúa, mẹ chờ con nhé. Sự ra đi của mẹ ruột là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với nữ diễn viên mà không một ngôn từ nào có thể diễn đạt được. Tất cả những chia sẻ của Diễm My 9X trong những ngày qua đều liên quan đến mẹ. Cô vẫn không thể nào tin được điều mình vừa trải qua. Những ngày qua, thông tin đám tang của mẹ nữ diễn viên Diễm My 9X xuất hiện khắp các diễn đàn. Đông đảo người hâm mộ, công chúng cũng như các đồng nghiệp dành rất nhiều lời động viên an ủi cô vượt qua được khoảng thời gian này. Vừa qua, cô chia sẻ hình ảnh ngọt ngào của hai mẹ con trong dịp Tết 2019 vừa qua. Ngày nào cũng nhớ mẹ, cái chết của mẹ không vô nghĩa. Vì đó con sẽ sống tốt hơn, làm mẹ tự hào. Rồi thời gian sẽ qua nhanh, con sẽ được về với mẹ và bên Chúa hằng hữu. Mẹ chờ con mẹ nhé. Nói đến mẹ, nữ diễn viên có vô vàn ký ức, vui buồn ngọt ngào, lẫn những lần hối hận vì không dành nhiều thời gian cho người phụ nữ đặc biệt nhất cuộc đời. Diễm My 9X tiếc nuối khi giây phút cuối đời cô không ở cạnh mẹ, những lần để mẹ đợi cơm đi sớm về khuya. Cô đau khổ, cuộc sống thật vô thường, đã có lúc My tưởng mình có thể kiểm soát được mọi thứ là do mình. Nằm trong tay mình là bởi quyết định, nhưng không, khi mẹ mất đi rồi mới thấy rằng tất cả những thứ phù phiếm xa hoa kia mà một thời mình đã vất vả vì đó, bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì cả. Và khi Chúa muốn mình đi bất cứ lúc nào là mình phải đi. Mẹ mất đi rồi mới thấy rằng mình có quá nhiều tội lỗi. Mình đã có thể ôm mẹ nhiều hơn, nói thương mẹ nhiều hơn, tâm sự và dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, kiên nhẫn với mẹ nhiều hơn, dắt mẹ đi chơi nhiều hơn, quan tâm đến cảm xúc của mẹ nhiều hơn. Mà bây giờ khi mẹ mất đi rồi mới thấy hối hận thì đã quá muộn màng. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đi rồi, tối nay con ngủ ai ôm con đây? Mới đây đã 8 ngày kể từ ngày mẹ bỏ con đi. Mẹ đang ở đâu vậy? Con không biết mẹ có đang ở đây với con không, mẹ ơi. Tại đám tang của mẹ, Diễm My đã nhiều lần không thể giữ được sự bình tĩnh. Cô thất thần bật khóc nức nở. Hình ảnh này đã khiến bao người xung quanh đau xót. Dù đã có rất nhiều lời động viên, mong cô mạnh mẽ, tinh thần sẽ sớm được chữa lành để trở về cuộc sống thường ngày. Dẫu vậy, sự mất mát này chẳng có ngôn từ nào diễn tả được. Chẳng có nỗi đau nào hơn mất mẹ. Người ở lại vẫn mãi là người đau lòng nhất trong những ngày thiếu vắng đấng sinh thành. Con trai nghệ sĩ Lê Bình, điều tiếc nuối nhất là không có nhiều thời gian ở cạnh ba, sự nghiệp và tài chính đã cuốn tôi vào guồng quay đó. Anh Lê Phạm Hoàng Ân, con trai nghệ sĩ Lê Bình, đã có những chia sẻ về ba cùng những tâm nguyện mà cố nghệ sĩ còn dang dở. Thông tin nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào sáng sớm ngày 1 tháng 5, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, đã khiến nhiều bạn bè nghệ sĩ, khán giả vô cùng thương tiếc. Từ 16 giờ chiều ngày 1 tháng 5, tang lễ cố nghệ sĩ đã chính thức được cử hành tại nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hồ Chí Minh. Không khí đượm buồn bao trùm toàn bộ buổi lễ, gia đình và các nghệ sĩ đều nén nước mắt để thắp cho nghệ sĩ Lê Bình nén nhang cuối cùng, cùng ngồi xuống chia sẻ về ông lúc sinh thời. Nếu như con gái nghệ sĩ Lê Bình Khả Hân đã túc trực bên ba từ bệnh tình trở nặng tới lúc qua đời, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của ba tới mọi người, thì con trai cố nghệ sĩ anh Lê Phạm Hoàng Ân lại ít khi xuất hiện hơn. Có mặt tại địa điểm cử hành tang lễ, con trai nghệ sĩ Lê Bình đã cố kìm nén xúc động để lo chu toàn hậu sự cho ba và cúi đầu cảm ơn từng người thăm viếng. Tuy nhiên, khi chia sẻ về ba tại tang lễ, con trai nghệ sĩ Lê Bình đã không giấu được nghẹn ngào, anh cho biết: "Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở ba lúc sinh thời là tính tự lập. Ba tôi làm rất nhiều nghề, không ngại khó, không ngại khổ để lo cho gia đình. Lúc phát hiện bệnh, ba chỉ cho tôi biết và không nói với nhiều người. Khi đó gia đình mang tâm lý, còn nước còn tát âm thầm chữa trị. Thời gian xạ trị tiền thuốc cũng cao và tới cuối năm 2018 ba mới công khai bệnh tình rồi được mọi người giúp đỡ. Khi được mọi người quyên góp, chúng tôi cũng tìm mọi cách tốt nhất để chữa cho ba. Bản thân tôi cũng đi làm và gom góp lo cho ba. Đến giờ khi ba mất,
Điều tôi tiếc nuối nhất chính là không có thời gian gần ba nhiều, tại vì sự nghiệp tài chính nó cuốn mình vào guồng quay đó. Gia đình chỉ có tôi và ba, mà bây giờ ba đã không có khả năng làm việc thì tôi phải làm việc đó. Nói về những tâm nguyện còn dang dở của cố nghệ sĩ Lê Bình, anh Lê Phạm Hoàng Ân bày tỏ, trước mắt tâm nguyện lớn nhất của ba tôi là hoàn thành cuốn hồi ký còn dang dở và tôi nghĩ sẽ thay ba viết tiếp. Thứ hai là tiền mọi người quyên góp, khi lo xong hết hậu sự cho ba và còn dư, tôi sẽ trao số tiền đó cho những đơn vị mà ba đã nói hoặc lập một quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Khi ba bệnh, tôi và ba có nói nhiều dự định sau này, cùng tính những trường hợp xấu nhất và tôi chỉ cố gắng hết sức có thể giúp ba. Lấy lại kịch bản của ba để dựng lại hoàn chỉnh, để hoàn thành hồi ký tôi sẽ viết theo trí nhớ. Vì tuổi thơ của tôi gắn liền với ba, luôn đi theo ba mọi nơi, nên nhớ gì tôi sẽ viết lại trọn vẹn.